riêng được trồng và kinh doanh phục vụ nhu cầu trong nước Pháp. Phóng viên Nguyễn Mỹ Linh sẽ kể câu chuyện về hoa lan tại Pháp cho quý vị. Xếp hàng cả tiếng để có một chỗ trong triển lãm hoa lan tại khu vườn của Bảo tàng Lịch sử Tự